Công an thành phố Đà Lạt vừa bắt đối tượng Phan Quốc Khánh, sinh năm 1980, tại phường Phú Hiệp, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh về hành vi trộm cắp tài sản. Kết quả điều tra xác nhận, chiều ngày 2 tháng 7, trong lúc đang ngồi uống nước ở quận Nhất, thành phố Hồ Chí Minh, Phan Quốc Khánh làm quen và xin số điện thoại của ông Robert John Guinean, 72 tuổi, quốc tịch Úc. Biết ông Robert có thẻ tín dụng nên đối tượng này đã tìm cách tiếp cận nhằm lấy cắp thẻ để chiếm đoạt tiền của ông Robert. Ngày 9 tháng 7, ông Robert và Khánh lên Đà Lạt chơi. Sau khi nhận phòng, Khánh và ông Robert đi uống bia. Một lúc sau, Khánh nói với ông Robert ra ngoài có việc rồi chạy về phòng nghỉ trả phòng, đồng thời mượn lễ tân chìa khóa phòng của ông Robert, lấy trộm hai thẻ tín dụng mang tên ông Robert. Sau đó, Khánh đem thẻ tín dụng vừa trộm được tới các cửa hàng Thế Giới Di Động, cửa hàng điện máy xanh, mua hai điện thoại iPhone 7 Plus 32GB trị giá 43,8 triệu đồng. Nghi ngờ Khánh có hành vi gian dối, nhân viên siêu thị đã bí mật gọi điện báo công an thành phố Đà Lạt. Nhận được tin báo, công an thành phố Đà Lạt đã khẩn trương vào cuộc. Sau 4 giờ truy xét, Khánh đã bị công an thành phố Đà Lạt bắt giữ. Tại cơ quan điều tra, bước đầu, Phan Quốc Khánh đã thừa nhận hành vi trộm cắp tài sản của ông Robert. Hiện công an thành phố Đà Lạt đang tiếp tục điều tra làm rõ vụ việc.